các bác chở hàng hơn 2 tấn mà cần thùng dài, thùng trên 4 mét thì cân đối hai mẫu xe này nhé. Một mẫu xe tải 2 tấn rưỡi, hôm nay xin phép được review và chia sẻ cho cô chú anh chị em những cái mẫu xe tải 2 tấn rưỡi, thùng dài lọt lòng 4m3 các bác nhá. 4m3. Trước mắt cô chú anh chị em đây là một cái mẫu xe IZ65 Đô Thành đời 2018. Mẫu xe này nguyên tải của nó là 3 tấn 49. Nhưng họ đăng ký vào phố nên nó hạ tải xuống còn 2 tấn rưỡi các bác nhá. Còn 2 tấn rưỡi. Xe cam kết không đâm va, xe nguyên bản, máy móc nguyên bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến chi tiết hơn về tổng thành xe. Trước tiên nói về phần sơn. Đây là màu sơn nguyên bản của nó đây. Đây là màu sơn nguyên bản của nó nhé. Và chưa có một giọt sơn ngoài nào cả. Đấy. Chưa có một giọt sơn ngoài nào cả. Màu sơn nguyên bản này. Toàn bộ phần cánh cửa này. Đấy. Sơn là sơn zin nhé. Đây là sơn zin của nó này. Đấy. Thông số xe trên báo tải đây. Tải trọng bản thân thì 2 tấn 2. Đây tải trọng hàng hóa thì 2 tấn 595 này còn 2 tấn 6. Đấy, tổng tải xe này 4 tấn 9 này. Đó. Một mẫu xe tới từ Tuyên Quang. Màu xanh nguyên bản. Xe cam kết cho các bác là không đâm va. Toàn bộ phần từ phần tay nắm cửa này, những cái phần mép này, mép cánh cửa này. Đấy, sơn vẫn zin nhá, sơn vẫn zin nhá. Đây là em cũng không có sơn lại làm gì cả, để cho phần nguyên bản này để giữ nguyên cái nét đẹp của nó nhá. Đó. Đi tới phần nội thất bên trong thì toàn bộ phần táp đi cửa này, hệ thống lên xuống kính chỉnh điện, với hệ thống lên xuống kính chỉnh điện này, đó, táp ly cửa nó còn tương đối là đẹp, nó không bị bạc màu, nó không bị phai màu, nó không bị rách rửa gì cả. Những cái phần chấm chấm này là do hôm mưa, đấy, không đóng cửa chặt thế là nó bị dày vết bẩn như này, vết bẩn như này. Đó, bản lề này, toàn bộ phần bản lề này, màu vàng ươm nhé, màu vàng mới tinh luôn nhé, không có cam kết cho các bạn không đâm va luôn. Đấy, đây này. Đấy, toàn bộ phần hệ thống lực bậc lên xuống này. Toàn bộ bậc lên xuống, phần chấm sơn bảo hành có nguyên này. Đây, chấm sơn bảo hành có nguyên này. Xe rất đẹp nhá. Anh em mà có tầm tiền trên 200 một chút nhá, trên 200 để mua một cái mẫu xe cần thùng dài hơn. Những các bác chở hàng nhẹ, cần chở hàng giấy, riếc chẳng hạn nhé, cần thùng dài, rộng thì cân đối cái mẫu xe này. Đấy, hơn 200 một tí thôi, nó còn giá còn ngang ngửa những cái mẫu xe dòng xe Kia K150 thôi nhá. Đây, toàn bộ phần ngoàm của cái cửa này. Đấy, với nội thất là ghế da, với nội thất là ghế da trần nỉ nguyên bản nhé. Đây trần nỉ nguyên bản đây, ghế da trần nỉ nguyên bản. Những phần hốc để đồ đây, nó gần giống như những cái mẫu xe dòng xe Kia nhập ngày trước ấy, thì nó những cái phần gọi là trần gôn, gọi những cái trần gôn hay để đồ trên này. Ok, tiếp tới phần vô lăng của số thì vô lăng thì có tích hợp, gồm tích hợp những gì? Tích hợp bao gồm là chỉnh âm lượng của đài FM này, radio này, có kết hợp với cả nghe gọi này. Chứ còn thực ra cái này thì cũng em nghĩ cũng không khả quan đâu, ít sử dụng đấy. Đấy, có chỉnh âm lượng nghe gọi, bluetooth các kiểu, tích hợp trên vô lăng luôn nhé. Toàn bộ phần của số với hộp số là 5 số tiến và 1 số lùi nhé, 5 số tiến và 1 số lùi đây. Đài FM, toàn bộ những phần cổng sạc này, đài FM này, nún và điều hòa nó còn nguyên bản, đều đẹp, không bị nứt, vỡ, móp méo hay là xước xát gì cả. Đó, ok. Và đó là một chút chia sẻ thông tin về tổng thành nội thất của cái mẫu xe IZ65 đời 2018. Tiếp tới chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ của cái mẫu xe này. Với toàn bộ phần thùng bệ nhá, thùng dài lọt lòng là 4m35, rộng là 1m8 nhá. Rộng 1m8 và chiều cao thì có thể khoảng 1m8 lên xuống một chút do điều chỉnh sát xô. Thùng mở 5 bừng. Và chiếc xe này nó khác với những cái mẫu xe dòng xe Olin ở chỗ. Chiếc xe này thì sàn nó là sàn phẳng nhá. Sàn nó là sàn phẳng đây. Đây sàn phẳng đây. Sàn là sàn phẳng. Đối với dòng xe Olin thì nó sẽ là hệ thống sắt xi đôi và sàn sóng. Còn cái mẫu xe này là sàn phẳng nhá. Đấy, sàn phẳng này. Đó, toàn bộ phần gầm bệ đây. Đây phần những cái phần han thì không thể tránh khỏi rồi, nhưng sàn phẳng nó cũng rất là dày dặn nên các bác có thể yên tâm khoản đấy. Và chiếc xe này thì em không nhớ không nhầm là có tích hợp cả các màn trình rồi. Đã có tích hợp các màn trình rồi nhé. Có các màn trình rồi. Cũng phải nói ở phần cabin nhưng bây giờ quay xuống gầm rồi mới nhớ ra. Đó. Với dàn lốp tương đối là đẹp. Dàn lốp 700-16. Với dàn lốp 700-16 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng lốp sơ cua thì vẫn đầy đủ. Đầy đủ có lốp sơ cua. Cái mẫu xe này thì lốp trước với lốp sau thì em nhớ không nhầm thì nó bằng nhau.
không nhầm thì nó bằng nhau thì phải. Hai chỗ đốt bằng nhau nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bên trong của cái mẫu xe này. Tổng thành bừng thành đều đẹp. Bừng thành đều đẹp này. Và phần sàn bên trong đây. Thì chiếc xe này cũng đã có lót sàn rồi. Và lót đều ở cả lắp bừng thành nhá, lót đều cả lắp bừng thành, đều được lót sàn tôn. Toàn bộ khung thành thùng này. Đó. Toàn bộ khung thùng này. Bạt còn tương đối nhá. Ok, khung thành thùng thì đều. Đều đẹp luôn. Có bán tôn bên hông. Ok, và đó là chia sẻ về cái mẫu xe tải IZ65 đã 2018. Một mẫu xe tải, tải trọng là 2,5 tấn, thùng dài đọt lòng 4m35. Bạn nào mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy kết nối với em qua số hotline được ghi trên màn hình để có thể sở hữu xe với cái mức giá ưu đãi hơn nữa. Và hiện tại cái mức giá em đang chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá đó là 250 triệu đồng cho mẫu xe này các bác nhé. 250 triệu đồng cho mẫu xe IZ65 đời 2018. Ngay sau đây cũng là một cái mẫu xe IZ65 đời 2018, cũng là một cái mẫu xe tải 2,5 tấn, cũng form như vậy, cũng đăng ký vào phố để hạ tải. Đấy, và đăng ký vào phố để hạ tải. Đăng ký hạ tải để vào phố. Đấy. Và đây, IZ65 đời 2018, biển số tới từ Hà Nội, 29H85052. 29H85052. Đây là một cái mẫu xe tải đời 2018. Nguyên tải cũng là 3,49 nhá. Đăng ký vào phố thôi. Nói về đăng kiểm thì thông tin đăng kiểm của mẫu xe này hiện tại còn tới tháng 11 năm 2023. Đây. Tháng 11 năm 2023. Đầy đủ, trang bị đầy đủ điều hòa rồi này. Trang bị đầy đủ lót sàn rồi này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần nội thất chi tiết của mẫu xe này. Nói chung những cái mẫu xe này em cam kết cho các bác là không đâm va nhé. Cam kết luôn là không có đâm va chạm gì cả. Anh em đến xem xe trực tiếp, cảm thấy phù hợp công việc là mình làm với giá thôi. Sơn mất zin này. Toàn bộ sơn zin nhé, sơn zin cả cabin luôn. Và những cái mẫu này đều có hình ảnh rất là chi tiết rồi. Anh em quan tâm thì kết nối em nhé. Đấy, không gần như không có gì khác biệt nhiều so với cái mẫu xe đời 2018 biển Tuy Quang em vừa chia sẻ cả. Với nội thất thì ghế da, trần thì cũng đã bọc trần rồi. Trần cũng đã bọc trần rồi đây. Đấy, trần cũng đã bọc trần rồi. Trần bọc trần rồi này. Ghế bọc da rồi này. Tông xuyệt tông. Vô lăng thì vẫn là giả tích hợp. À không, vẫn tích hợp chứ. Vẫn là vô lăng tích hợp. Đấy, vẫn là vô lăng tích hợp nhá. Trang bị đầy đủ điều hòa rồi này. Đó, chiếc xe này thì chưa có màn hình cam lùi gì đâu. Ok. Đấy, chia sẻ nhanh thôi, thực ra ký những cái mẫu này cũng gần như là không có nhiều cái để mà chia sẻ. Rất cơ bản thôi. Với thùng mở lăm bừng nhá, thùng mở lăm bừng này. Và ngó qua một chút thông tin về phần sàn đây. Đây là một phần sàn đây. Sàn phẳng nhá. Không móp, không mục mọt gì cả. Không móp gì cả. Đấy, nói chung phần sàn phẳng thì cái phần sàn, cái độ dày của nó cũng đã quá là đủ để tận trở rồi. Đấy, các bác mà thích cái dòng thả sóng thì có thể cân đối về những cái mẫu xe dòng xe 3,5 tấn của Oli. Để cho phần sàn nhé. Ok. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả phần lót sàn của cái mẫu xe này. Toàn bộ cánh thùng sau bằng cánh thùng inox này. Đây, còn một phần cánh thùng inox này. Đó. Đây, phần sàn đây. Chiếc xe này cũng đã lót sàn rồi. Cũng đã lót sàn rồi nhá. Sàn lót đầy đủ rồi. Sẵn dùng luôn. Xe cam kết không đâm va, máy móc nguyên bản. Và đó là chia sẻ nhanh về cái mẫu xe tải biển số 29H85052 IZ65 đời 2018 với tải trọng là 2,5 tấn, đăng kiểm từ tháng 11 năm 2023. Anh chị em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì hãy nhấc máy gọi điện cho em ngay. Và để sở hữu xe với mức giá tốt hơn, em địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Long Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Mức giá đang chia sẻ cho mẫu xe này 250 triệu đồng cho mẫu xe IZ65 đời 2018. Vừa rồi là một video chia sẻ nhanh hai cái mẫu xe IZ65 đời 2018 với tải trọng là 2,5 tấn, thùng dài lọt lòng là 4m35. Bạn nào quan tâm đến những cái mẫu xe này thì hãy kết nối em và xin được nhắc lại cái mức giá dành cho hai mẫu xe này. 250 triệu đồng cho mẫu xe IZ65 đời 2018. Bạn nào quan tâm kết nối em nhé. Qua các số hotline 0975 180 777 và 0951 188 765, địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, Thái Nguyên.